Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Yo, yeah. Cùng lên đi học vui vẻ lên giùm cái đi trời. Hôm qua thức khuya. Sơn em đến trường. Tôi nhìn cái dáng này là tôi biết ai luôn rồi. Thiệt luôn á. Quên anh hết bạn này hơi đô nè. Sao cô? Sao cô? Con gái đứa gì rồi con. Sao cô anh nhớ nào mà nhớ? Con gái gì mà râu quá chừng râu vậy trời. Con gái mà đô mình á. Bạn gì ơi, bạn lực như vậy? Sao lại vào lớp mình ngồi vậy ta? Điện lực cái gì vậy? Ơi có đi lộn lớp không ta? Ủa, đâu vậy? Bạn nào vậy? Cái gì mà yếu vậy? Anh em sao vậy? Bạn ơi! Bạn ơi! Trời ơi, con mẹ cơ trời! Trời ơi, con mẹ cơ trời! Trời ơi! Trời ơi! Oh no! Ôi, cái gì mà nổ na nổ nịa vậy trời? Hello, hello mọi người! Hello mọi người! Thì ra đây mới là Hùng. Đó là cái người nào á? Tên thiệt của bạn là Hường đúng không? Đúng rồi. Ghê quá sợ quá. Đây là cô bé bỏ mua đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Đúng rồi. Yêu anh nào, yêu anh nào nè. Ê mọi người để ý tới bạn kế bên đi kìa. Chào bạn, buồn quá. Sao vậy? Tại cô bé này đô con này chiếm spotlight hết rồi. Không ai quan tâm luôn. Không quan tâm nhưng mà bình thường mình là bạn gái, mình xinh xắn là đỡ rồi. Nhưng bạn này bạn gái mà bạn ấy xấu quá. Thôi nhưng mà bây giờ mình cho hai bạn giới thiệu đi nha. Ok. Các bạn giới thiệu bản thân đi. Cho bạn nữ giới thiệu. Bây giờ mình xin phép được mời các bạn về chỗ. Ok. Anh nhớ ra từ bạn nữ trước là bạn nữ nào, tại ở đây có hai bạn nữ. Bạn lên trước đi. Bạn á. Mình á hả? Đúng rồi, bạn. À, xin chào tất cả các bạn, mình là học sinh mới, mình mới ở dưới Phú Yên lên thì có mắt cá người đại dương ngon lắm đúng không? Đúng rồi. Wow. Mình thích lắm. Trời ơi, thích món cá dầm. Bánh bèo núi ngự. Trời ơi, ngon lắm ấy. Đâu gì nữa? Nhưng mà thấy có bạn là ok chứ. Được. Bảo tí cô. Bánh nhẹ. Bạn còn. Còn một món duy nhất đặc sản ở Phú Yên mà không chỗ nào có, chỉ có ở Phú Yên có thôi. Chắc là đang nói mình quá. Tôi nè các bạn. Thấy chưa? Tôi nè. Làm gì có ai thứ hai đúng không? Phú Yên có bạn là tôi biết rồi. Trời ơi. Không, cái này nó nghiêm túc nè. Ở Phú Yên có một món là bò một nắng muối kiến giang. Nghe chưa? Nghe món đó chưa? Nghe rồi. Mình nghe rồi. Tại do nhà bán á. Giới thiệu vậy thôi. Mở cho mình xin tư được không? Không có đâu bạn ơi. Bạn không follow mình mà bạn đòi follow anh tư gì? Mình không có cho đâu. Không được đâu bé ơi. Không, từ từ. Cái này em nghe đây. Không biết. Mới hỏi như vậy đó hả? Ồ, nhưng mà hình như bọn mình chưa. Nhưng mà bạn tên là gì? Xin tự giới thiệu, mình tên là Gia Linh. Năm nay thì mình đang có một cái tuổi rất là tuổi trẻ. Không nên biết tuổi nha. Ok, xin chào Gia Linh. Bạn đừng lo về tuổi tác, 30 tuổi còn ngồi kia mà. Ôi, chém. Ai 30 tuổi vậy? Đấy. Bay đâu anh? Không, ấy là 3 tuổi. 3 tuổi. Chém. Ủa bạn ơi, nhưng mà vào lớp mình ấy là bạn nào cũng phải có tài năng luôn á. Không biết là bạn có một tài năng gì thể hiện cho mọi người không? Nói đến tài năng thì mình không giấu gì. Bạn giấu gì luôn? Bạn không giấu gì là bạn giấu luôn đúng không? Bạn tụi em luôn. Không. Mình xin tự giới thiệu với các bạn thì mình có một cái tài năng mà mình tin luôn. Dám tự tin luôn là tới bây giờ chưa ai làm được. Đó là bạn có thể là mình nấu tất cả mọi món với nồi chiên không dầu. Cái gì? Nấu tất cả mọi món với nồi chiên không dầu. Ủa, đúng rồi, cái nồi nó dễ ẹt, bỏ vô bấm nút chín. Ủa, nhưng mà ví dụ bạn nấu canh bằng nồi chiên không dầu kiểu gì đó? Đó mới là cái điều hay ho nhất. Bạn nấu cháo bằng nồi chiên không dầu bây giờ chưa? Ủa, nghe
nấu bún bò bằng nồi chiên không dầu bao giờ chưa? Ủa người ta. Mình làm được. Người ta. Cái nồi nó hư chưa bạn? Thì cái nồi đó thì chắc tới giờ cũng nồi thứ mười mấy rồi. Tôi nghi rồi. Nghi rồi. Không, nói chung chứ tóm gọn lại là tài năng của mình á là nấu ăn. Bên cạnh đó thì mình còn có thể ca hát, nhảy múa. Bạn phải thử tụi mình mới tên. Khi mà vào lớp này, bạn trước khi muốn được học chung, bạn phải show được cái tài năng của bạn mới đúng được rồi, học chung nha. Chứ bây giờ bạn nấu ăn không lẽ bạn mang cái nồi chiên không dầu lên mà. Ok, về cái hát thì mình nghĩ ở đây quá nhiều ca sĩ đó. Đâu đây đâu mà ca sĩ đó bạn. Mình không thử cạnh tranh, bây giờ thì mình xin được thể hiện một chút gì đó về rap. Rap name của bạn là cái gì vậy? Rap name của mình là mình đó là Linh Phú Yên. Linh Phú Yên. Linh Phú Yên. Linh Phú Yên. Cái giọng dễ thương dễ nghe luôn á. Bây giờ là bạn rap tiếng Phú Yên luôn á. Rap mà tiếng Phú Yên luôn đúng không? Tiếng Phú Yên à. Tôi thích bạn rồi đó nha. Ok. Rap mà tiếng Ok. Mình xin thể hiện ca khúc Ngừ Lạ Âu. Châu Trang nghe nó đẹp. Trời ơi, đẹp quá, đẹp luôn á. Thí dụ như mà bên ekip có cho em nhìn lầu được không? Trời ơi, ekip nào bạn đây trong lớp học mời ekip nào? Ekip gì đâu? Cái tường. Cái tường, bạn nói A tường đi. Tường ơi, tường ơi. A tường ơi. Cái gì gây chung với trường ơi. Trường ơi. Trường đây. Chỉ có ở Phú Yên có không? Nhưng mà thấy có bạn ok. Nè, tôi thích bạn rồi đó nha. Ok, tường ơi. Trường đây. Trường mình hình như mới vào đông quá nhỉ. Lạnh dữ luôn á. Mấy bạn, giờ mình đóng băng đi. Đóng băng, mình đi lấy lầu bài hát. 1, 2, 3 đóng băng. Với con chủ tịch chút được không? Được. Ê bạn gọi cho ba bạn mở nhỏ cái máy lạnh lại được không? Lạnh quá. Là mở lớn máy lạnh lên chứ. Không cần đâu, không cần đâu. Đâu bà hả bà? Trời ơi ghê vậy. Đâu không không không. Ghê gì trời. Giảm nhiệt độ xuống cho con nha. Ủa? Alo. Cái gì đấy? Người giàu luôn có lối đi riêng. Và dân Phú Yên á thì cũng có lối rap riêng nha mọi người. Ok. Ok 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 ok. Yeah, come on. Yeah, come on luôn. Yeah, come on. Vô. Tôi lạc quan giữa đám đông. Nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình nổi nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Yeah. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó. Cái cà đeo. Nhắc mấy hôm nay tôi vào lòng cho. Rộng sâu. Nhưng mắt đừng vô giọng cô đơn một lần. Rồi hỏi những quán trống. Mang niềm tin phúc đôi quốc để trời cảm xúc mà mình bằng đó. Mang đến nước mắt. Phát lên. Phát lên. Phát lên. Người lạ. Nghe rất rõ luôn. Effect khó dễ nha. Sâu xia. Ở đâu cũng qua, đừng giàu gian qua. Đạp lại đi, đạp lại đi. Đạp lại đi. Sao vậy? Đạp thành đó bà ơi. Rap Việt. Rap Việt mà. Nè, tôi chọn em. Nè, rồi giờ anh chọn. Mình đứng bên là dôi. Bạn, tôi bỏ nón vàng. Bà ơi. Tóc giả. Tóc giả. Bà ơi không phải đâu. Bạn đừng mua nhìn xấu nhưng bạn bỏ mua ra nhìn bạn xấu hơn. Ai. Mình cởi ra luôn. Mình nên kết thúc cái này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn hay nha mọi người. Bây giờ mình muốn hỏi Hùng một xíu nè. Bạn có muốn giữ lại cái nhân cách này của mình không vậy? Từ từ đã. Hay là bây giờ tôi lấy cây thước tôi kẻ cho bạn thẳng lại nha. Không. Thật sự là mình đã thẳng lắm rồi. Thôi. Bây giờ đến phần giới thiệu của bạn Hùng rồi. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hùng. Không. Hồi nãy bạn nói bạn tên Hường mà. Tên thiệt của bạn là Hường đúng không? Đúng rồi. Không, mình tên là Hùng. Và mình tới là mình tới từ 76 Quảng Ngãi. 16 ngoại chợ anh em nhá. Ok, 16 hãy bóng chạy anh em nhá. Ủa thôi, cái gì vậy? Phú Yên chào mấy anh em nha. À, đó là Hoàng Mỹ chào anh em nhá. Chào nhá. Hoàng Mỹ chào anh em nha, anh sao? Ủa, lớp học này giật bẻ hay gì vậy? Bây giờ mình biết là bạn không những xấu mà bạn còn điên nữa. Cô cần phải giới thiệu năng khiếu vô mà. Có, có giới thiệu. Bạn lên đây luôn đi, bạn lên đây luôn đi.
Bây giờ mình có một tài năng là bẻ khớp tay. What? Oh. Wow. Bẻ khớp tay. Tại vì hồi trước là mình có học bơi và mình bị thầy bẻ khóc một lần rồi. Cho nên lớn lên là mình có thể bẻ được khớp tay và mình có thể bơi bướm. Mọi người nhìn nhé. Ui. Ui. Sao dữ vậy? Rồi, nhìn đằng sau ghê lắm mọi người. Tôi cũng biết làm. Để dính luôn rồi đi. Lỡ nhưng mà mình đang làm có một cơn gió lạ nó bay qua. Lớp mình bây giờ thành này hết luôn á. Thôi bây giờ nguyên lớp mình để vậy học luôn. Nhưng mà nó đau nha. Không, cái đó đau lắm ấy. Cái đó nếu mà bẻ không biết là nó dễ bị chặt tay lắm đấy. Gió thổi qua đó có sao không anh? Hả? Đang làm ví dụ như gió thổi qua cái có sao không? Nó hơi tiếng rồi. Không, ý là cơn gió độc. À, gió độc không bình thường. Xin phép mọi người bây giờ đi cởi tóc nha. Tôi đi toilet cái đã. Ủa, cái gì tài năng mà chữa bệnh nữa hả? À không, mình có rap nữa. Đáng lẽ là mình định đi toilet rồi. Tuy cái mặt của mình nó xấu, nó không có được lương thiện cho lắm. Nhưng mà mình bỏ cái tóc ra được không? Nhưng mà mình rap nhạc buồn nha mọi người. Rap giọng buồn. Nhạc buồn. À nhạc buồn, ok ok. Bài 3107. 3107. 3107. Bay 107. Gì đó. Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nửa kia. Dưới góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc giữa khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thấy yên bình. Còn riêng phần anh thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với duyên tình. Em lúc mình buồn như trời và thở thắt. Mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dạt lẫn về tình yêu mà ai đã lỡ mất. Hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong vắng trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đau khổ vì họ rồi phải thức trắng bao đêm qua. Thức trắng bao đêm qua. Nếu ta có dịp gọi lại thì anh xin phép kể cho em nghe. Bình yên của anh là giống như họ có em ngồi phía sau xe. Là buộc phải cố lùm lặt được hết những thứ trước kia đã xa mình. Là em hỏi đó là anh bây giờ cô đơn đứng giữa người ba tình. Thôi không quýnh nhau nè. Bao giờ giết chết trái tim buồn bã đất cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa. Tâm quá, nhập tâm quá. Em shit à. Hùng ơi. Ôi trời. Ôi. Ủa? Cảm xúc quá. Cảm xúc quá. Hình như là khóc luôn á bạn. Trời. Khóc mà mình chảy nước mũi luôn á. Cái như cái tóc được rồi. Mình đi toilet chút nha. Ê cho mượn cái tóc đi. Bạn Hùng. Gặp mọi người chút nha. Bạn. Bạn tính cái tường, cái tường. Bạn định làm người đi xuyên tường rồi. Mình đi toilet nha. Bye bye mọi người. Đi nhanh, sắp vào giờ học rồi nha bạn nha. Mình đi toilet chút nha. Ê cho mượn cái tóc đi. Đẹp không tít? Thử che cái trán này coi. Oh, no. Trời ơi đáng yêu quá à. Ê cho mượn. Quá à. Ê cho mượn. Cái nền đỏ vô rồi kìa. Tiến vô cái hồn luôn rồi. Bạn ơi thẳng lại. Làm gì vậy? Trong lúc chờ đợi mình làm cái gì biết làm cái gì đâu. Kẹp cái máy lên. Ôi. Ôi. Tóc mày ơi. Đẹp á. Nhìn đẹp. Không có đẹp. Đẹp. Nói là không có đẹp mà. Nói là không có đẹp mà. Mà đồ cái tóc mày vào là có cảm giác lạ nha. Tới rồi nó vô rồi. Cái thời tới cả không kịp. Độ rồi. Được độ rồi.
hình như ai cũng soi ra được điều này á, trừ em. Đúng rồi, anh nói mà trâu lẹ đúng rồi. Còn đây vô cái là tự nhiên cái đang men như là vừa đổ vô cái. Ê bạn ơi, bạn có phải là chủ nhân của ca khúc Dê Bóng Dê Bê không? Ê, cái lớp này kiểu không có đàn ông, lớp này kiểu mất hết đàn ông rồi. Coi cô đi biến hình, lớp mới đàn ông chơi mới nói. Cái này kỳ diệu quá ha. Tao phải phép thuật đó nha. Ôi ơi, tao phải phép thuật quá ha. Phép thuật thiệt chứ, phép thuật win luôn á. Ôi 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 ôi, tích cười thích thế. Ôi tích khoái. Khoái khoái khoái. Trời. chưa kịp luôn. Mới để gần có xíu mà mẹ lộ rồi. Trời thích quá. Để em đội cho nó. Em đội cho nó. Thích quá đội cho. Ừ, thế đúng kiểu là hello. Nửa đi làm cho tôi nửa đi á. Phu tóc rồi. Dạ thôi. Chán quá à. Ui. Hello mọi người. Đây rồi. Ủa trời tự nhiên em men ngang vậy bạn. Thôi mẹ dưới trời. Hôm nay bạn come out hả? Không, bạn không biết đâu, đến rồi come out hết rồi. Thì ra là lớp bạn đi toilet là lớp mày come out hết rồi bạn. Thôi mình không muốn làm bạn sợ ma đâu. Cho mình hỏi một cái được không? À bấm chuông. 15 phút. Bấm chuông nhỉ? Kiểm tra 15 phút. Gì dạ? Miêu tả gia đình hỏi. Ước mơ của bạn bằng hình thức bất kỳ, viết văn, làm thơ, vẽ, sáng tác. Lấy giấy bút nhở, lấy giấy bút nhở. Đã lâu lắm rồi mình mới đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đúng rồi. Nhưng mà nghe giọng Queen đáng yêu ha. Trời ơi, cho sao nữa. Thử kêu không đáng yêu đi rồi biết tới công chuyện luôn á. Người đàn ông bên cạnh. Gia đình mơ ước của mình là có otis của người đàn ông bên cạnh. Gì vậy? Cũng ngã. Ai cũng có một gia đình. Ai cũng có một ước mơ. Là của mờ đúng không? Không. Trời ơi, nhẩm ghi quá chừng luôn. Xong bài rồi mình ngồi quay bản thấy ghê không? Quay đu không? Ghê vậy? Lớp này nghiêm túc quá ha. Wow. Tôi vừa quay tôi làm luôn á. Sao mình nghiêm túc quá ta? Mình viết ta mọi người vẽ. Rồi, đưa bài. Ủa, cái này đứng đồng mà. Đứng đầu. Trời ơi, bạn ơi, vẽ đẹp quá. Xong hả? Hết trời rồi bạn ơi. Trời ơi, sao xứ đẹp dưới vậy ta? Cái gì vậy? Tao đã bán nhiều. Nhiều nhất nào? Bằng tích. Bằng gì? Tóc bằng đẹp đấy. Dữ nha. Bây giờ mới được thấy tóc bằng. Tóc đẹp. Bạn mới đi cấy tóc mà. Mình hận đời, mình cạnh cảo chủ đề gia đình hoàn mỹ. Ủa bạn Fanny sao giờ bạn Fanny? Bạn Fanny ơi. Ngủ trong lớp, chờ điểm. Hết giờ về kìa bạn ơi. Bạn ngủ hả? Chờ điểm bạn luôn đó nha. Hắc bạn. May bạn dễ hư đó. Bạn dễ hư lắm. Hắc bạn. Hôm nay lớp chúng ta học về chủ đề gia đình hoàn mỹ. Là cứ mỗi lần nhắc đến chủ đề gia đình là kiểu gì những thành viên trong lớp chúng ta ai cũng sẽ có một cái cảm xúc riêng á. Đúng. Mà mỗi lần nhắc tới chủ đề này là ai cũng sẽ cảm động á.
rồi lấy luôn. À nào, đại diện hả? Ừ, đại diện thôi. Cái này không còn gì để bóc ạ. Nào, ai bóc trước đây? Mỗi người một cái cho đi. Rồi. Rồi, phân đi. Tôi làm ba nè. Tôi làm con. Mẹ nè. Em trộn. Mỗi người giúp một cái, mỗi người đi. Mẹ. Ba hả? Con. Ba trước đây, nhường cái. Ba. Mẹ đi. Gì vậy? Rồi, xong. Không có gì vui luôn á. Ba mẹ. Ai là mẹ bệnh vậy? Em. À, chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy luôn rồi. Em là mẹ nè. Chết rồi, anh là ba. Ủa sao mình lại tách nhau ta? Thôi bé ơi, em là ba bên kia đi bé ơi. Ok. Bú đi xin bú. À, cái họ đến kia con cá. Cái gì? Ê. Từ bây giờ đến cuối buổi, chúng ta là gia đình hoàn mỹ. Chúng ta sẽ gọi nhau bằng những cái tên thân thương. Ví dụ như ba gọi mẹ là em yêu, em yêu. Còn oh no. Mẹ sẽ gọi ba là anh yêu, anh yêu, anh yêu. Xong luôn. Tự nhiên nó men nghe. Vào vai rồi. Anh Hùng mới nói là anh có căng đó mọi người. Con xin là tao. No. Phải là con, tôi là tôi nhét vô lại đó. Trời. Khó nhiên lắm. Mình ơi, nó ghẹo em. Sao ghẹo lại xả tôi vậy? Ê. Ơi, coi chừng nha. Mẹ, cẩn thận dập hàng nha. Ấy. Đứng gần đây. Mình có thế mà, yên tâm. Em yêu ơi, có sao không? Đủ 4 lần là bẻ phao câu luôn. Trời, mình khó quá vậy. Ê, nhưng mà cái Tung thìa. Không, cái này bẻ đó. Đang gồng đó. Tung thìa. Đau quá. Đau quá. Ta đảm dạch kìa. Đảm dạch kìa. Trời ơi. Gia đình này. Cái này cẩn thận nha. Thương vợ người ta đi, vợ người ta. Chú nghe nè. Ví dụ như gia đình tôi á, người nào cũng có khúc vậy. Khó nha. Ê, cái này khó nè, cái này tiếp đi, kể đi, kể đi. Không có gì khó cả. Ôi vợ nãy được. Ôi vợ. Em yêu, em cứ bình tĩnh đi. Đó. Hai ba nhầm. Ui, câu gì đứng chạy bà. Con trai của ba thật là giỏi quá. Rồi, mình đi dọn đồ cho. Ủa. Bây giờ ba lấy đồ cho con đi học. Hãy tìm một cái ba lô. Đúng, cái ba lô. Đóng bao quá, mẹ lộn. Giờ làm sao cho con bú đi ta. Hãy tìm chuyện Conan tập 89. Cái này bú là 97 được không ạ? No. Thôi được rồi, mẹ sẽ pha sữa bột cho con. Ây da, nóng. Không có 89. Đồ vào đây, đồ vào đây lắc. Những chỗ an toàn nhất. Bột vào đây xem đủ sức con này lắc. Mẹ gà quá. Con im cái miệng con đi. Bán tay gì vậy? Nơi nào sexy nhất dạ? Hả? Sexy nhất dạ? What? Muốn bội thật quá. Hãy tới đây nào. Alo. Em ơi, anh bất ngờ đó. Anh bất ngờ đó. Anh, em xin lỗi. Ôi trời ơi, tí uống hết rồi đấy nha con. Nhậm ơi, mày đọc cái chuyện gửi 89 mày để ở đâu rồi? Ê, cái cuốn 88 đúng không? No. 89
Ủa rồi sao trong cặp sữa luôn rồi. Mẹ là gì nãy giờ vậy? Mình coi trong cái cặp của ủa văn hết rồi kìa. Sao mình lấy chuyện của thằng nhỏ mình đọc làm cái gì vậy? Doraemon. Ba thằng ấy ơi, ba thằng ấy ơi. Để đó thì dễ quá, tìm chỗ khác đi ba thằng ấy. Ngu ngốc, ngu ngốc. Thằng ngu ngốc. Nè, nè, gợi ý cho một câu nè. Vợ bạn, gái cơ quan. Không lẽ là mình với ta? Tôi với bạn là bạn nhau đó. Vợ bạn nha. Sợ. Cái gì vậy? Thầy tăng công mình đi. Vợ bạn nha. Thôi ghê quá hả? Con này bạn, bạn là thầy tăng công mình đi. Thầy tới đây. Cái gì? Mình nói nghe nè. Tôi ơi, ghê quá à. Tôi với bạn là bạn với nhau. Mà tôi gợi ý cho bạn là vợ tôi. Hãy tới tấn công mình đi. Sao thấy ghê quá à? Không dám vô. Hãy tới tấn công mình đi. Tới là có không chuyện đó. Come on, baby. Là tôi chịu trách nhiệm. Đừng đó. Hãy cẩn thận nha. Mình... Trời ơi, 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 ơi. Sao làm gì vậy? Ôi, ơi, ghê quá à. Ba. Trời ơi, ai làm xấu vậy? Ba để cho ba người ta tới sàm sỡ mẹ một cái. Không vợ. Mẹ mày mẹ tôi. Trời ơi. Trời ơi. Ba thiếu năng. Thiếu năng thiệt luôn á. Tiếp tục hãy tìm cái đèn. Bà mẹ. Thằng con nó tự bú luôn rồi kìa. À đây nè mình ơi. Ờ. Thầy quá, thầy quá, đây đây đây, con ơi, ok ok, nhanh lên, nhanh lên, kéo mẹ, mẹ, em quỳ gãy chân, con làm gì vậy, tới, con ơi, con ơi, con ơi, con ơi, chạy từ từ lại con, oh no, chạy lại con, chạy lại con nữa. Lại. Từ từ đi, ba lô. Bấm chuông đi, bấm chuông. Ấn chuông. Bấm chuông. Đeo yếm cho con đi. Thôi, con thích mẹ đeo. Ủa? Để đó, để mẹ đeo cho. Để mẹ, để mẹ, để mẹ, để em. Mẹ thắt cổ, à nhầm mẹ, mẹ, để mẹ, mẹ đeo vào cổ cho con đi. Trời ơi. Đeo đi. Đeo đi. Ôi trời ơi, mẹ lỗi mà. Trời, mấy cái gia đình này kiểu nó hoàn mỹ quá. Kệ như kiểu gia đình sung túc vậy đó. Trời ơi, lớp trưởng nó qua nó làm chồng mà nó vẫn vô chi. Một tí cái đầu này bây giờ. Mẹ và con ơi, con 5 phút thôi. Con 5 phút thôi, mẹ với con. Rồi, okay. được rồi. Mẹ không dưng ra. Qua kia đưa đây đi. Con ơi, con giữ chân mẹ. Con ơi, sao lại không tới đây đây? Rồi, con. Ui, con khỏe quá. Cái tay được. Cái này mình đưa hai món được không anh yêu? No. Hai món đúng không? Anh là ba mà sao lại xưng là mẹ? Bắt chân mẹ. Bắt kìa. Out trên. Hay quá con người. Hay quá con người. Đỉnh chưa, đỉnh chưa. Mẹ. Trời ơi, cái mông của mẹ kìa. Hãy tìm một cái nĩa. Cái nĩa? Cái nĩa là cái ba chia đó đúng không? Mẹ lên mẹ ơi, đói quá. Ê, vừa nãy tôi gợi ý cho mọi người nhiều lắm nha. Ai biết gì đâu gợi ý. Ui, cẩn thận. Thật ra thì cũng là vợ bạn thôi. Ủa? À, tôi cứ để đây, tí cho mấy cần sao? Cũng là vợ bạn thôi. Vợ bạn à? Mẹ tiết kiệm gói ngũ cốc hay gì á. Ba có chút ép à. Bởi con lớn đâu nổi đâu, ba mẹ ăn hết khổ rồi. Mày im cái mồm mày lại. Tao vả với bây giờ. Ba mày đâu? Cái gì vậy? Nó nói nhiều quá. Ok. Vợ bạn được không? Toàn tao cho con. Hãy tìm quyển sách Chúng Em Tìm Hiểu Khoa Học. Chúng Em Tìm Hiểu Khoa Học. Ủa cái này hình như là, ủa cái này là pha nước chứ. Pha nước sôi. Ủa
cả nhà ngũ cốc là mình pha thành nước hay thành bột ta? Uống này, uống này ba người mẹ thương nha. Hồi ước gì được ăn mì gói nè. Nhưng mà mình nhìn như chó heo vậy đó. Y chang luôn nè, thấy không? Y chang như cái cắm heo người ta pha ra. Thiệt, nhà ngày xưa nhà nuôi heo mà. Mày còn có uống không chứ còn đi học nữa. Bên ngoài ra, bên ngoài, bên ngoài. Đi. Tôi đánh đích. Yeah. Rồi ạ. Quá. Hãy tìm một con thú nhồi bông. Thú nhồi bông hả? Thú nhồi bông phải có bóng này thu không? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Thú nhồi bông hả? Mà bộ. Thú nhồi bông phải có bóng này thu không? Ý. Đây có thú nhồi bông nè. Anh. Ai, ai. Nó bên gì mà ăn thôi. Nè, trước khi là vợ ông là người yêu tôi ấy nha. Ông vợ ba. Mà bây giờ hiện tại là người yêu tôi, ok? Không có chia sẻ nha. Trời ơi, giỏi, giỏi quá à. Ê. Trời ơi. Ba ơi. Chồng bà ôm hả mẹ tôi? Tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau. Bạn ơi, mình tiếp tục đi con. Giỏi quá à. Ê, gợi ý đi. Không biết thôi. Lấy cái gì? Cái này. Chứ nó không biết thiệt. Cái này, gỗ bông. Cái gì mà? Mẹ tôi, mẹ bạn ôm nhau cái cũng được. Cho ba tôi hôn mẹ bạn phát. Ê, gợi ý đi. Hai chị em mình ôm nhau được không? Hai chị em ôm nhau cái đi. Được. Mình lấy cái gì thôi. Gỗ bông. Nó không quan tâm luôn. Anh làm mẹ mình. Đánh con đó. Ba ơi, đánh con. Đánh con mình kìa. Cầm dao qua. Mình bỏ nha, mình tự tiện xíu nha. Không có gì ở đây hết thiệt. Đứa nào? Ô đánh chết sao? Ông coi ba tôi à? Mày đánh chồng tao hả? Tao hả? Con. Mày đánh con cấu lên. Ông quên. Ôi con quên. Mẹ quên mất chuyện này. Đâu nhớ. Tôi nói nè, chị té nhẹ và lăn tròn giùm tôi. Lên đi. Ba. Như vậy là được ôm đúng không? Đâu. Một té nhẹ và lăn tròn là được ôm đúng không? Cố lên. Cố lên ba ơi, cố lên. Cố lên. Yeah. Gạt chân nó đi em. Bấm chuông. Xong. Con này lép quá vậy. Ủa anh ơi, thí dụ như mà mình chia cái tim cho nó đều chút được không? Người nó không vậy nhau. Nó được. Ủa sao gia đình này nó cái chiều cao nó có hạn vậy? Đeo yếm vô đi con. Cái đội này đưa đồ cho nhau là chắc cũng hết 5 phút rồi đó. Hết 5 phút luôn rồi đó. Đừng có bình thường cái khác. Nào, xem đưa như thế nào nào. Đang có tình yêu. Giờ sao mới đưa tới được mọi người. Ồ, cũng ghê phết. Ồ. 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 Tiếp lên nhanh. Cô đi ơi. Cô đi. Xong bỏ vô cái tô. Trời, tí nhớ là liếm cái đuôi nha. Ôi trời ơi. Không sao. Rồi cái này sao được? Bao, bây giờ lấy cái chân đi. Cái chân đúng không? Ok, chân. Ba ôm lên đi. À, một cái chân đi, một cái chân đi là được rồi. Ok. Đừng cãi. Rồi đi đi. Đừng cãi. Bước nhanh không? Dậy đi ông. Nhà này hơi lùn. Nhìn không dạ? Nhà này có 1 phút mà anh ngồi. Nhưng mà cái nhà này gen đều quá ha. Em nên giúp vợ lên giúp chị. Để tôi giúp chị. Để tôi dịnh dị. Nhanh. Xong rồi à. Tôi mất cần. Ơi. Ba đi kiếm đồ đi. Cô đi. Đây đúng không? Hãy tìm sách hình học mới. Bạn có muốn ba của bạn ngoại tình với mẹ mình không? Chính nè. Hình học 10 hả? Ăn đi con trai. Cố lên. Bình thường ở nhà ăn mì sống không mà hôm nay có nước chan vô rồi. Quá, gợi ý đi. Giỏi quá. Cái hình học 10 gì á? Anh gì ơi? Ngoại tình với em đem chỉ cho. Nghe sợ. Mẹ gì mà lăng loàn quá à. Con mẹ mới sồ này nó lăng loàn quá. Mình ngoại tình với nó một lần đi. Sao em kỳ vậy? Bà chị, bà có thấy cái quyển sách đó đâu không bà chị? Chị anh đi. Ngoại hả? Ngoại tình với mình đi, mình okay, chỉ cho. Thật sự là mình gì. Cái gì vậy vợ? Em yêu biết nữa. Anh còn ngồi đây mà. Em quên. Không sao đâu. Cháu bù cho chú bằng mẹ con. Con sẽ bù cho chú bằng mẹ con. Con. Tôi không cần người đàn ông thiểu năng như vậy. Trời đất. Cao. Cái tim đã quá.
Anh yêu. Anh yêu ơi. Trời ơi, nghe người ta kêu anh yêu. Hãy tìm một cái cực tóc. Phải đâu? Giật tóc nè. Trời, con nhà này lớn nhanh đấy, tự ăn mì tôm rồi. Cái gì ta? Cái đó hả? Tự nhiên nhìn mì tôm. Trời ơi, tự nhiên. Cái gì? Cái gì? Tìm một cái cực tóc. Cái gì vậy? Cái gì dễ được không? Cái gì dễ được không? Được, xin bù với. Cái gì dễ được không? Không ăn nè. Em ăn mì tôm hẹn quá à. Đi đi không, em phụ phụ có lợi có lợi có lợi không có sao hết trơn á sao ngu vậy anh Hùng đi học bài anh Hùng ơi cái kia anh đi học quá nhà của bạn xưa không em ơi không thấy được luôn á mình bú sớm mày cậu nha không được ăn nữa ba cậu nhanh lên anh không ăn xong rồi ăn xong rồi ăn xong rồi ăn xong bé ăn nhiều nữa con đi học được con mới ẻ rồi bé mới ẻ mới ẻ nhanh lên mẹ ơi đây lắm mẹ ơi mẹ ơi con cao ngang cậu ba đi cậu ba đi cậu ba ơi cậu ba ơi bu các bạn ơi thành dòng ok rồi thành dòng mét ẻ rồi mà bắt cậu nữa tới trường ỉa tao con cũng rồi anh không nhé ok nghe chúc con đi học vui vẻ nha bạn mệt không bú sữa mẹ mình đi wow con trai xuất sắc lắm ghê vậy sao là mẹ không có nhét con vô là mẹ mà rồi được rồi coi kìa không có gia đình bển nè như người đàn bà điên khùng không chỉ biết thở dài ngao ngán dòng ok đội bên này trước đi mẹ nó mẹ nó bốc đi vẽ chân dung mẹ làm búp bê tặng mẹ thiết kế trang phục trời xong luôn có thể hiện tài năng vẽ con thiết kế của con đi ok mẹ giơ tay lên hai tay giơ ê con thí dụ như là mặt mẹ nó hình kiểu vi lai á đừng có gì chữ u được không đúng bằng nách vô đứng dưới nách luôn á nào vẽ mặt tay lên được á vẽ từ từ ừ đúng rồi đấy đó được chưa yes hả có dính không mà từ từ mắt một cái trời quá ok chưa từ từ đừng có vẽ lỗ mũi nữa mẹ không có lông mũi nhiều như vậy lì cái miệng đúng không miệng khâu tròn lại xong rồi bắt đầu nhét vào rồi nhét bông vào rồi xong cúc cái này vào thế thôi chứ khâu gì biết không đại thôi biết không cái này phải khâu xít nó vào mới được này tôi nói nhỏ tôi bảo là con cò bé bé đổ cành tre đi không hỏi mẹ biết đi đường nào trả lời đi chúng ta đang cái gì vậy sợ lắm á sợ quá à. Biết gì không không dám nói gì hết trơn á sao mọi người ơi lẹ lên mình có cần thiết bên này qua phụ không trời ghê quá vậy wow yeah. Để con đi giám sát công trình mấy bên này có cần hỗ trợ gì không tôi yêu bà bởi vì cái nếp này đó em nhìn kìa trời khô đây nè dùng cái này mà buộc nè lâu quá nha thôi bé ơi ê ông kia ông già vợ bà qua đây kìa cô nói gì vợ qua đây kiếm chuyện với tôi kìa em yêu ra đây em yêu kìa đi ra chồng kêu kìa mệt quá nè hả cuộc đời chưa thấy vợ là xấu nhà luôn ui mẹ nó ơi nó xuất sắc mẹ nó ơi đúng rồi thông minh quá cảm ơn nhé thơm no người con gái của tôi cậu ơi đi về con ơi trời
một vòng đi mẹ. Mẹ đi một vòng đi. Chết rồi, sao không lộn. Con chờ mẹ đi cùng nhau nha. Rồi, vô dáng mẹ ơi, đúng rồi. Rồi. Người con gái này. Tung 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 mãi. Phải phải Miss Ren gì đó. Miss Ren cà long tong. Được cái là nhỏ con cũng gầy gò ốm yếu nữa, cho nên là mình và ba mình quyết định ta tụng tụng mục tiêu tụng mục tiêu. Mỗi lần nhìn thấy những thứ cơ bắp này mình lại muốn trượt trên nó. Bộ quần áo này mang tên là cây thông, bởi vì mỗi khi nhìn thấy em yêu anh chỉ muốn thông anh chỉ muốn nhớ tới những cái cây thông tỏa sáng cái sự tỏa sáng đấy. Noel. Sao hình ai đây? Ba đó con. Ba đó. Hình ba nhìn. Bởi vì người mẹ yêu dấu của chúng ta luôn luôn ghi nhớ ba, để hình tượng ba ở đây. Và có một món quà đặc biệt ba gói ở đây rồi. Còn cái này thì để tối ba mở nhé. Tùng cao, tùng cao. Thật sự ấy là mẹ cảm thấy rất là vui. Vui lắm luôn ý. Tại vì trước giờ nhà lúc nào cũng gây lộn, mà không hiểu sao hôm nay nhà lại đoàn kết bất thường. Tôi yêu bà bởi cái giọng này đó. Cho nên là mình cảm thấy rất là vui mọi người ơi. Hôn miếng đi. Ủa? Ok. Rồi bây giờ mình được về chỗ chưa? Mình đi về nha. Về nhà quýnh nhau mẹ ơi. Về nhà ba mẹ quýnh nhau tiếp đi. Như hai giọt nước. Đây là bức tranh của con và ba với mẹ. Đâu bây giờ con nói khúc nào ba vẽ nè. Ba tô màu. Ba vẽ cái này nè. Oh no. Ra là ảnh vẽ cái này nè. Rồi ảnh tô cái này nè. Đó hết cái bức tranh rồi đó. Rồi. Còn lại là con mình làm hết. Bức tranh này nó thể hiện sự xấu xí. Khoan, bình tĩnh khoan. Chuyện đâu cũng có đó. Sự xấu xí này là sao? Đây là những cảm giác của mẹ buồn phiền khi mà bị những bà hàng xóm nói xấu, kể tồi, kể tệ về mẹ. Và những cái chuyện mà người ta không hiểu đúng như mình. Nét đẹp của mẹ là chỉ có con và ba cảm nhận được ở trong tim nè, trong trái tim. Và nó không thể nào đi ra ngoài được, không có từ nào đi diễn tả. Cho nên là thôi dùng cái này đi, nói tiếp. Cho nên là thôi dùng cái này đi, nói tiếp. Đó. Vẻ đẹp của mẹ là một sức nét đẹp trường tồn. Con người của mẹ đẹp như thế nào? Ba, kể. Nhờ cái nát đó bố mới yêu mẹ mày á. Oh no. Giờ hai cái má hồng nè. Đó. Chia sẻ cho thầy đi. Ngồi đây nãy giờ nghe đó không thiếu chút nào đâu. Nhất là cái câu là ba yêu mẹ mày đó. Nào nói tiếp đi, yêu nhiều không? Ủa bạn đi về chỗ đi đâu vậy? Về vợ không? Gì mà để chồng đi qua. Trời ơi. Ai kìa. Nó đi cướp. À không cướp gì đâu, nghe chuyện hàng xóm nói chuyện đi. Mình nuôi đây, mình nuôi đây. Nói tiếp đi anh. Anh nhìn em, anh chưa thấy một cái nét xấu nào của em luôn á. Thật. Sao bà nghiến răng cái gì ba? Hả? Khen bà nghiến răng vậy? Mẹ mang bầu 9 tháng 10 ngày. Mẹ đau đớn. Mấy bà hàng xóm hiểu không? Không, không có hiểu đâu. Sao mà hiểu được? Ba là người hiểu nhất. Ừ. Sao ba hiểu nhất? Ba hiểu sao? Ba hiểu sao nè? Hiểu sao nói này nè? Ba chở mẹ con đi đẻ mà. Đẻ ra mày đấy chứ ai đúng không? Ba đẻ, mẹ đẻ như thế nào, mẹ đau đớn như thế nào? Đau sao nào? Cái ngày đó ba nắm tay mẹ, mẹ kêu làm sao? Có phải là mẹ kêu là anh Thịnh ơi không? Thằng nào? Ba mẹ tên Hùng, con ơi! Thằng nào? Anh Hùng ơi! Mày kêu thằng Thịnh nào? Anh Hùng nó điên đó luôn. Con lộn, con lộn tên. Thằng Thịnh nào? Tông điên lắm rồi, thằng Thịnh nào? Tên? Nó biết gì đâu. Nó mà đứng ngay, nó mà đứng ngay đây nè, bú quốc luôn á. Thật là nó nghĩa cứu đúng không? Không, nó có biết gì đâu, nhét nó vô lại đi. Con lộn. Con nhìn cái mặt mày hơi giống người thịt á. Con nhìn cái mặt mày hơi giống người thịt á. Ba phát hiện nha ba.
chốt, chung, đi, chốt lại đi. Chốt hạ lại. Gia đình mình đầm thắm mà. Chốt lại là nói con hoài. Nói sao đi. Tôi quê. Dạ nói đi trời. Tôi điên chứ. Thằng thịt nào đây? Không có thằng thịt nào hết thế. Ok. Tóm lại là những gì phù phiếm bên ngoài không quan trọng, những gì ai nói xấu xa không quan trọng. Quan trọng là mình hiểu ở trong nhà mình có nhau. Đúng rồi. Trái tim của mình là dành cho nhau. Dạ. Luôn luôn đẹp đẽ. Mà chỉ có tao thôi, thằng thịt nó là đó. Đúng rồi, làm gì có thằng thịt nào ở đây. Ba nhớ xíu, ba dẫn con đi ăn nha ba. Gia đình hạnh phúc ôm nhau nè. À, gia đình hạnh phúc ôm nhau. Nước mắt lưng chồng luôn mà, con đẹp thiệt. Tiếp kìa, cái đội kia vô tri quá. Tôi có làm cho bà một cái hình nộm. Cái gì thấy ghê vậy mình? Lộn. Tôi có làm cho bà con búp bê. Qua sao nó giống con gà quay mà. Ê, con gà luôn. Xin lỗi, nhưng mà tưởng chơi ngãi mẹ không. Sao nó giống con gà luộc vậy mình? Tặng cho đội này mấy cái kim. Trời ơi. Đó thì bạn có chúc gia đình mình đang để tôi coi cái trong cái lớp áo này có cái gì. Mẹ cái chỉ mà thân mình không phải lên rồi. Ôi trời muối. Thuyết trình đi con trai. Nghẹn ngào không biết nói gì. Thì đây là tất cả những tình cảm của tôi dành cho bà. Lâu rồi tôi chưa có nói điều gì tình cảm với bà hết. Chưa bao giờ ba dám nói ra là mẹ xíu hoắc này à. Tôi muốn nói với bà là tôi yêu bà nhiều lắm. Bà có biết không? Không. Bà về nơi đâu. Nhưng mà sao nó giống con gà luộc kìa. Trong lúc làm cái này tôi thèm con gà luộc. Nó nhìn gia đình ở trong hoàn cảnh quá anh. Nói chứ đè tất cả những tình cảm của tôi và thằng Nhậm. Gia đình kia nhớ là nhắc tới con bé hàng xóm. Còn một phút rồi đấy, buộc cái này. Buộc cái này luôn thành đầu này đúng rồi. Như con gà. Đó. Cái này cái đậu này, buộc cái chân này. Từ từ đã cứ thít thắt này và nó cho nó bị buộc tuột bông nữa. À, ok. Trong lúc chị... tôi làm á thì có con bé hàng xóm qua nó chỉ. Chị... Nó chơi ngãi gia đình mình. Nói chung là tôi cảm thấy hạnh phúc nó hơi giả chân tí xíu nhưng mà không sao hết. Mình ôm nhau một cái mình kết ở đây được rồi. Chứ tôi cũng không biết nói gì nữa đâu bà ơi. Hay quá, gia đình vui. Cô ơi, con xin lỗi. Nhưng mà con thấy sao con mặt mày con xanh xao quá. Cô, dạo này cô có ho nhiều không? À, cô. Ê, cô ơi. Sao trong miệng cô lại có cái này vậy? Trời ơi. Có làm cho bà một cái hình nộm. Cái gì thế ghê vậy mình? Xin lỗi, nhưng mà tưởng chơi ngãi mẹ không. Tăng chơi ngãi ghê. Trời ơi. Đâu, coi bụng mẹ bà có cho cái bụng bà có cái kéo. Thôi đi về. Gia đình này đi hơi xa rồi. Nếu các bạn đã bao giờ làm quà cho mẹ như này chưa? Có chứ. Đâu, như nào bọn kể đi thử mà. Mình vẫn giữ tấm hình ở đây. Tấm hình một tấm thiệp tự tay làm tặng mẹ 20 tháng 10. Nhưng mà tấm thiệp này mình được hồi ức gửi lại vào một quãng thời gian mà mình cãi nhau với mẹ. Thế là cãi nhau một khoảng thời gian mà khoảng độ 1 tuần, 2 tuần thì không nói chuyện. Thì mẹ mình chỉ ném đúng tấm thiệp vào trong inbox Facebook mình thôi. Đấy, là hồi ức lại cái kinh nghiệm ngày xưa. Trong tấm thiệp ghi chữ là mẹ là người con yêu quý nhất, yêu mẹ, thương mẹ nhiều. Đấy, thấy không? Tôi có làm này cho thiết thực cho mẹ tôi. Ngày mà tôi có một số tiền lớn đầu tiên thì tôi cho mẹ tôi đi làm ngực. Thì được đó là 80 triệu. Wow, nhiều quá. Đúng là con của chủ tịch. Con là đúng là con chủ tịch. Anh thì đối với gia đình anh thì khó khăn. Cho nên là anh cảm thấy hiện tại mong bà thích. Bạn ơi, bạn không có anh em gì ở đây luôn. Tôi... cái món quà mà tôi cảm thấy thiết thực nhất cho mẹ của tôi đó chính là tiền mặt. Tuy là hiện tại nó chưa có nhiều nhưng mà nó cũng đều, nhưng mà hy vọng là tương lai nó vừa đều mà nó vừa nhiều. Và mình có thể mua nhà cho mẹ, hoặc là mẹ muốn thích cái gì mình cũng có thể cho được. Và nói chung là mình sẽ dùng cái từ báo hiếu á.
Anh hy vọng như vậy. Mẹ tôi thì dễ thương lắm. Nhà có ba anh em cho nên là kiểu mẹ thích cái gì á là mẹ sẽ tự order, xong rồi nói là ba đứa tự chia. Kiểu mình cũng rất là vui khi mà từ khi mà mình đi làm á thì mình có một cái số tiền nhất định để có thể gửi về cho mẹ mỗi tháng nè. Sau đó thì mẹ thích cái gì thì mình cũng gửi về á, cho nên mẹ kiểu rất là vui về cái việc đấy. Cho nên mình nghĩ là mình mong là cũng sẽ mua được nhà to cho ba mẹ nè, xong rồi chăm sóc được ba mẹ nhiều hơn, an hưởng tuổi già. Đúng rồi đấy, vui nhỉ. Mình là một người khá là ít thể hiện. Nên cái chuyện tặng quà không kiểu như là hiếm á, hiếm khi mà Hùng tặng cho mẹ. Nhưng mà có một cái làm âm thầm, đó là mẹ đưa số tài khoản đây, bao nhiêu tiền không làm thì mẹ hưởng hết. Đấy, đơn giản vậy thôi. Vậy là đứa nào cũng gắn gọi. Rất là ngắn gọn. Tại vì cũng muốn là mẹ đỡ lo về chuyện gọi là tiền bạc. Tại vì nhà của Hùng thì cũng khá là không khá giả lắm. Kinh doanh cũng thất bại mấy lần rồi, có những cái mà xảy ra hơi vất vả. Nên Hùng chỉ muốn là làm sao đó mà cảm thấy bố mẹ được gọi là thoải mái nhất về sau này đó. Như vậy thôi chứ bây giờ cũng không biết nói gì nữa. Tặng hoa cũng không biết nữa, không làm được. Không biết có ai kiểu người giống Hùng như vậy không ta. Khó thể hiện thôi, chỉ muốn làm âm thầm thôi, kiểu vậy. Nhưng mà đôi khi á, mình thì mình nghĩ vậy. Mình nói mình làm âm thầm thôi mẹ sẽ vui, nhưng mà không có đâu. Thì đúng rồi, sao mình như vậy? Thấy là tất cả những bà mẹ hay ông bố nào cũng vậy, được con mình thể hiện mặc dù rất ngại nhưng rất thích, và giống như bị nghiện luôn á. Ví dụ thời gian đầu nha, ví dụ mình nói với mẹ mình một cái lời yêu thương mẹ sẽ ngại, nhưng mà riết á mẹ sẽ rất là thích luôn, và kiểu như mẹ quen với cái điều đó rồi mẹ sẽ rất là vui. Nhưng mà mình hãy bắt đầu quan điểm tí nha, tại vì con gái thì dễ, còn con trai tụi mình khó lắm. Tại vì nói thì nói dễ vậy đấy, chứ khi mở miệng ra à con yêu mẹ nhiều lắm, trời ơi, nhiều khi mình bắt đầu bằng cái giỡn nó khó lắm, nó rất khó, nó khó cực kỳ. Không, tại vì tớ nghĩ là cậu là bạn chưa thử thôi. Tại vì mình cũng là con trai và mình cũng từng có ai ra là mình chưa bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt gia đình cả. Nhưng mà mình cảm thấy là từ khi mà gia đình mình có một vài chuyện trục trặc với tình cảm á, thì cái việc mà mình thể hiện tình cảm mẹ mình nhiều hơn thì mình nghĩ đấy là một cái nút thắt cho mẹ mình cảm thấy bù đắp nhiều hơn á. Là mình thấy từ lúc mà mình nói ra thì tự nhiên mình cảm thấy cái tình cảm mẹ con cũng gắn kết gần hơn, và những cái bù đắp mà mình cảm thấy là mẹ mình tổn thương từ chuyện gia đình cũng được một phần nào nó vơi đi á. Nói chung cái này là Hùng nghĩ là mỗi người sẽ có một cá tính riêng. Đối với Hùng thì Hùng cũng quan niệm là khi mà ở trước mặt họ hàng hay là những người lạ thì Hùng luôn tôn trọng gia đình Hùng là trên hết. Làm sao cho bố mẹ mình nở mặt vì mình là được đó. Còn ở nhà thì kiểu như khi mà ở riêng ấy thì Hùng bị một cái là khó nói những cái từ tình cảm. Có thể là nhắn tin cũng được, nhưng mà ở riêng thì hơi khó nói. Kiểu như không thể cầm một bó hoa tới tặng mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, hay ôm mẹ thứ, mà chỉ có là nhờ một người nào đó đưa bó hoa cho mẹ, xong rồi mình nhắn tin riêng. Đó, cái tính Hùng là như vậy. Hoặc là nhắn tin cũng đã thể hiện rồi, vậy mẹ cũng vui rồi. Từ nhỏ tới giờ mình cũng là cái đứa cũng lãng mạn. Ngày xưa cũng hay làm mua bông mua hoa tặng mẹ, nhưng mà cho tới thời điểm bây giờ mà mình nghĩ là cái món quà mà giá trị nhất và thiết thực nhất mình dành cho mẹ đó là mình có thể là giúp mẹ tạo được một cái thương hiệu riêng của mẹ về cái đặc sản bò một nắng Phú Yên. Mà ngày xưa mẹ của mình á là bán thịt ở chợ, xong bị người khác xem thường rất là nhiều. Từ hồi đó mình cũng hay bị người ta chọc là con của bà bán thịt heo này kia, nhưng mà lúc đó mình xấu hổ nha. Nhưng mà lớn lên mình nghĩ là ok, mình vẫn là con của mẹ thôi, nhưng mình sẽ update mẹ mình lên. Mẹ mình đúng cũng rồi, làm chủ một cái thương hiệu chứ không phải là bị xem thường như lúc trước. Thì bây giờ cái chuyện đó Hùng hiểu. Có thể nói là mình không biết doanh thu nó tốt như thế nào, nhưng mà bản thân của mẹ, mẹ cảm thấy thật sự tự hào, mẹ cảm thấy vui vì đó. Thì đó là món quà mà thật sự cho tới bây giờ vừa hãnh diện mà vừa cảm thấy là bù đắp được cho mẹ một phần nào đó, để cho những cái lời mỉa mai trước đây hay những cái khinh thường trước đây á không còn nữa. Tại vì Nam với lại mẹ Nam là ở xa, mẹ Nam là đi ở bên nước ngoài, còn Nam là ở Việt Nam từ rất lâu rồi. Và mẹ con rất là ít khi mà có dịp để gặp nhau. Thì vào một dịp quan trọng được, đó là hình như là sinh nhật của mẹ. Thì đó là lần đầu tiên món quà mà Nam nghĩ là ý nghĩa nhất mà Nam đã từng trao cho mẹ là Nam quay một clip đánh đàn xong rồi hát một bài về mẹ mà Nam không nhớ rõ là bài gì để đi gửi cho mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ đã rất hạnh phúc vì cái chuyện đó. Mình nghĩ lý do là mẹ mình cảm động là tại vì mẹ không ngờ là rốt cuộc sau 5-6 năm trời thì mình cũng đánh đàn để hát cho mẹ một bài. Tại vì quyết định của mình là đánh đàn để cô gái.
Không, mà thật sự hồi xưa ai cũng thích đánh đàn đi cô gái cả. Ngay cả bản thân mình cũng vậy. Tại vì hồi xưa mình rất là thấy cái cảm giác mà nó đã lắm. Mình đánh đàn rồi mọi người nhìn mình nó phê lắm. Dạ đúng rồi. Rồi có cua được cô nào không? Khá khá đấy. Nhưng mà thực sự tới bây giờ mẹ Nam vẫn còn đang phải đi làm để mà kiếm sống, phải tự kiếm sống ở bên nước ngoài. Nói thẳng luôn là Nam vẫn chưa có khả năng để mà lo lắng cho mẹ một cái gì cả. Cũng chưa có thể mà một lần nào đó có tự lo cho mình mà bước sang Mỹ để thăm mẹ. Chỉ biết là mẹ mình không cần gì quá nhiều của mình, chỉ cần mình khỏe mạnh, chỉ cần mình ổn định, mình sống vui là mẹ mình hạnh phúc. Thế nên là Nam chỉ cố gắng mỗi ngày trôi qua của Nam, Nam phải tập luyện để cho mình giỏi lên từng ngày, sức khỏe mình vững vàng hơn từng ngày, công việc, sự nghiệp của mình vững chắc hơn từng ngày, để mà mẹ không phải lo lắng cho mình. Thì Nam nghĩ đó là một cái, đó là món quà mà mỗi năm Nam dành cho mẹ mỗi khi mà mẹ nghĩ về mình. Với tất cả những gì mẹ đã trải qua, để cho con ngày một ngày càng lớn khôn. 'Cause I know you're the only one that I need. Đi chinh cho những ngày con luôn ấm no, luôn lo âu cho con cả đêm. Don't worry, con của mẹ sẽ sớm trở về. I love you, mommy. I love you. Với cái tuổi 25, 26, sắp 30 rồi mà cho tới bây giờ mình vẫn còn chưa lo lắng được cho mẹ của mình, cho những người thân của mình, đó là một áp lực rất là lớn. Có nghĩa là sâu thẳm ở đâu đó mình vẫn sẽ có một cái cảm giác là lúc nào cũng muốn cố gắng. Rồi mình tự đặt câu hỏi là liệu mình cố gắng tới bao giờ, rồi tới 30 rồi mình có làm được cái gì hay không. Tại vì cái sự thành công của mình nó có thể tiếp diễn, nhưng mà cái sự già đi của ba mẹ nó cũng rất là nhanh. Mình cũng y chang bạn là mình có cảm giác bất lực. Tại vì ngay mình 26 tuổi rồi mà mình vẫn bị cảm giác ăn bám ba mẹ, vẫn bị cảm giác đó. Và mình vẫn chưa làm một cái gì đó mà đối với mình được gọi là xứng đáng với những gì ba mẹ đã dành cho mình. Mình cũng đồng ý và có một chút gì đó gọi là đồng cảm với cái hoàn cảnh của cô đi, và có cái câu chuyện của cô đi. Bởi vì là mình cũng rất là hay mua quà cho mẹ, ý là mua lặt vặt rồi mua những thứ nhỏ nhỏ thôi. Mẹ chắc chắn là cũng vui rồi. Nhưng mà có một lần là mình bí mật là mình từ Sài Gòn về Hải Phòng mà thăm mẹ bất ngờ. Thì đấy là lần đầu tiên mà mình thấy là mẹ vui đến như vậy. Chưa bao giờ thấy mẹ vui đến như vậy. Và mình mới rút ra một cái kết luận là không có cái món quà nào quý giá bằng những cái giây phút được ở bên gia đình, được ở bên mẹ. Mẹ nhìn thấy mình khỏe mạnh, bước xuống xe, xách cái vali xuống gọi mẹ ơi, quay ra là mẹ khóc à. Tiến cảm xúc đấy mình mới biết là đấy mới là cái hạnh phúc của mẹ. Nên là mình nghĩ là tất cả những cái món quà nó đều không có giá trị, không có ý nghĩa bằng việc mình luôn khỏe mạnh, mình luôn giỏi giang, mình luôn ưu tú, mình là một người con để cho mẹ tự hào và luôn luôn ở bên mẹ. Mình nghĩ đó mới là một, đấy là cái món quà ý nghĩa nhất. Ra chơi. Dạy lao. Hôm nay cái môn học của mình hơi deep nha. Deep ạ? Ủa? Đây là 1, 2, 3. Con viết? No! Condition này. Cái gì vậy? Nói được hả? Thì nè. Thì
Qua đi, qua đi. Đâu? Khó quá, quá, khó quá. T. 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 H. 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 Y. T. 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 Y. Bỏ qua. Bỏ qua. Chữ Y. Bỏ qua, bỏ qua. Ok. Chữ Y. Bỏ qua. Bỏ qua. Con bông xinh, con bông xinh, con bông đa tình. Con chim bay, con vịt đập hai cái cánh. No. Bơi, bơi, bơi. Con bướm. Thế gì đây? Chỉ xuống. Chỉ xuống. Chỉ xuống. Con bơi. Con bướm. Ý. Bố mày. Cái gì đây? Cái gì? Con chim phải chỉ bên kia chứ. Con bướm. Con bướm. Con công. Con đây nè. Chỉ bên kia. Bỏ à. Con kia kia. Con kia kia. Con bướm xinh. Hai. Ok, tiếp theo. Lấy. Ôi trời ơi. Phụ phụ. Hợp. Hợp phụ huynh. Hợp phụ huynh. Hợp phụ huynh. Hợp phụ huynh. Phụ huynh. Đánh nhau. Áp lực ghê. Đúng là vô chi. Vô chi mà. Hợp. 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 Học phụ huynh. Vô phu. Phụ huynh. Phụ huynh. Vô phu quá đi. Bán đi khó khiến. Bán đúng không? Bán đúng không? Bỏ thế. Mụn cốc. Thôi thôi. Mụn cốc quá. Mụn cốc. Mụn. Môi. Mụn. 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 Môi. Mà mụn. 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 Dâu 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 làm cái tay như này nè, làm cái tay như này nè. Chi đó hả? Nặng ra, nặng. Nặng mụn, nặng mụn. Không, mụn thôi, mụn thôi. Mụn, mụn, mụn. Không, mụn. Mụn, mụn ấy. À, mụn cốc, mụn cốc, mụn cốc. Mụn cốc. Mụn ấy là mụn gì? Mụn cốc. Ok. Đánh đòn. Đánh đòn. Bố mông. Đánh đòn, tét đít. Phạt. Đánh. 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 Đòn. 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 Đánh nhau. Đánh đòn. Chữ đòn. Sao đánh nhau ta? Đánh gì nhờ? Đánh nhau. Cái đó mới gắn. Cái đó mới gắn đồng nội. Đánh đòn. Đánh đòn. Đánh đòn. Tét. Đánh mông. Con chồng vô chi gia đình bất hạnh. Đánh đít. Không đánh đòn. 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 Ủa, vì hình đòn. Nghiệp mắt không có dùng từ đòn hả? Đòn đánh. Đánh đòn. Hả? Đánh đòn. Ông xe hơi. Qua, qua, qua. Từ khác đi. Đánh. À. À, cả nhà đứng nhau. Đòn. Đứng nhau. Ây. Nè, ok, đánh đi, đánh đi. Đánh, đánh, đánh. Cả nhà. Ây. Gia đình hạnh phúc. Gần. À. Cả nhà. Ba đứa khùng. Ba đứa khùng. Tiếp, 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 tiếp. Cả nhà thương. Bốn đứa. Cả nhà. Cả. 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 Đa. Cả. Con chừng nó như nhẩm cái gì bậy vậy. Cả. 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 Cả luôn. Nhà. Cả cược. Cả nhà thương. Cả. Cả đồ. Không. Cả nhà. Cả nhà. Cả nhà. Cả nhà thương nhau. Cả nhà thương nhau. Cả nhà thương nhau. Gà người ta tạo cho phải xem cái nhà này. Ok. Giỏi giỏi, cảm ơn. Luôn. Bánh mì, bánh mì, bánh mì. Bánh mì tặng này. Thì rớt. Thì, thì, thì. Rớt. Nè, 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 nè. Nè, nè, ơi, ơi, ơi. Ơi, à. À. Thì. Rớt, rớt. Rớt, rớt. Ok. Chép bài. Không, nè, nè. Rồi, vô chi vậy? Xong rồi. Hết giờ. Xong rồi. Nộp bài. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thì rớt. Thì rớt. Hết giờ rồi.
Ok, bắt đầu. Hai con thằng làm con đùa nhau căng. Hai con, hai con thằng làm con. Hai con thằng làm con. Dạ. Hai con thằng làm con. Đùa nhau. Đùa nhau căng. Đúng rồi. Nghe em tán. Đếm luôn. Vừa chạy, vừa la, vừa chạy vừa la. U là trời. Mắt long lanh. Mắt long lanh. Yes. Miệng cúp cúp cúp. Để em nói không? Không. Cúp cúp. Chụp. Cúp cua. Hụp. Cúp cua. Nghỉ học là cúp cua. Nghỉ học. Cúp. Hụp. Cúp. Cúp. Cúp cua. Cúp cúp. Cúp. Cúp cua. Hụp. Cúp cua. Hụp nước. Cúp. À. Cúp. Mấy con này con gì? Con cua. Bò cua. Không phải từ cúp cua. Cua. Cấp cua. 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 Cấp cua. Giỏi gì trời. Nhà vệ sinh. Hai từ cãi lộn. Dễ quá, dễ quá. Trời ơi. Hai chữ. Vấp ngã. Ok. One two three. Yes. Sai. One two three. Đúng rồi. One two three. Yeah. Ba chữ. Ngồi chôm hổm. Ba đi tôi lát tiếp hả? Ngồi chôm hổm. Mua hả? Chôm. Miền Bắc không có đó. Ngồi chôm hổm. Đổi từ. Ngồi hổm. Chôm hổm hả? Ba chôm hổm. Ngồi chôm hổm hả? Đúng rồi. Chôm hổm. Ngồi chôm hổm. Thôi qua đi. Đúng rồi. Ngồi chôm hổm. Ngồi chôm hổm. Chôm hổm. Chôm hổm hả? Chôm hổm. Đúng rồi, thứ ba, từ thứ ba. Chôm hổm. Thôi qua đi. Ngồi chôm hổm. Hả? Ngồi chôm hổm. Hổm. Quay cóp. Yes. Ba ngọn nến lung linh. Ba ngọn nến. Nến á, cái nến á. Nến. Thôi qua đi. Đây này. Hẹn hò. Qua đi. Mẹ. Mẹ. Là nhất. Là số 1. Là nhất. Yeah. Mà ngu rồi. Tôi lại. Ngồi chồm hổ.
chồm lên là lại cái đó nữa hả? Đúng rồi, đúng rồi. Chồm, 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 hổm, hộp, hổm. Ông biết cái tập đó. Ông này sai đâu mà chỉ sai này. Chồm, ông hổm là ngồi, ngồi chỗ hổm. Như là gì vậy? Nè. Chồm, hổm, hổm mà ta. Hổm. Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì? Ý. Cái gì, cái gì? Chồm, hổm. Rồi, rồi. Hộp, hổm. Dừng nhạc rồi. Thôi qua đi các bạn, qua cái đó đi. Trời ơi. Chồm gì ta, chồm, chồm hổm. Hổm. Thông cảm đi. Nói bị ngại, thông cảm đi. Nè, hổm. 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 Ghi, 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 ghi. Hổm. Ô, hỏi. Ủa chơi vậy đúng hả? Hổm. À, hổm. Vô đánh chữ mà ghi đi, ghi đi. Ba còn đánh lung linh đúng không? Ba. Ba từ, ba từ. À, năm từ, năm từ. Năm từ. Ba. Ba. Ngọn nến. Ngọn nến. Thôi. Ngọn nến. Ừ. Ba thổi nến. Ngọn. Ngọn. Ngọn nến. Ngọn. Ngọn nến. Ngọn nến. Ngọn nến. Ba. Linh lẹ. Ba ngọn. Lung linh. Từ thứ năm, từ thứ năm. Mấy bạn đi về chỗ. Ba ngọn. Nến lung linh. Cái gì từ từ từ. Ba ngọn. Ba linh nữa. Ba linh hả? Ba. Ba ngọn nến. Ba lần chở. Ngọn nến. Ba lần chở. Thôi thôi. Ngọn nến. Ba lần chở luôn. Ba ngọn. Thôi, ngọn. Ngọn. Ba rồi. Ba ngọn. Ngọn nè. Ngọn tóc ba. Không biết luôn, không biết. Lại. Ê, chỉ cái ngọn tóc trọng. Lại là chữ ngọn, ngọn đúng không? Ngọn, ngọn, ngọn. Nến. Ba ngọn. Nến. Ngọn, ngọn. Ngọn chứ không phải ngọn. Nến. Ba ngọn, ba ngọn. Ba ngọn nến. Lúc lên, 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 lúc lên. Còn gì là chơi nữa? Hết giờ rồi hả? U là trời. Ơi, đội mình đã vượt lên. Tính ra tôi đã giúp cho hai người có được huy chương đầu tiên. Thiệt không? Thiệt. Hết được. Game rồi, bây giờ mình cộng 100 điểm đó là mình 203. Chưa đủ. 203. 203 là thắng rồi. Ủa, mình thắng không? Trời ơi, không tin vào mắt mình. Có thể rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. U là trời. Ơi, đội mình đã vượt lên. Tính ra tôi đã giúp cho hai người có được huy chương đầu tiên. Thiệt không? Thiệt. Hết được. Game rồi, bây giờ mình cộng 100 điểm đó là mình 203. Chưa đủ. 203. 203 là thắng rồi. Ủa, mình thắng không? Trời ơi, không tin vào mắt mình. Có thể rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mấy đội kia mới được cộng điểm mà. Oh no. Đội tôi không được cộng điểm, cộng 50 điểm là 250. Ủa? Đúng tính rồi. Người thắng nhất thôi chứ. Luật ở đây nè bạn. Luật nè. Đây là bạn. Đôi nhì được 50 điểm kia. Luật chơi này là do ba mày tạo ra mà. Đúng rồi. Sân chơi ba tôi tạo ra. Chờ xíu tôi kêu ông đổi luật. Năm mươi cộng với 20 là 70 trừ ra chia ra 35 thôi. Đúng rồi. Thì bên này người ta mới thắng được. Trời, tụi nhỏ năm vòng rồi. Nhì là 50, ba là 20, phải cộng lại chia mỗi đội 35 điểm thôi. Chứ sao mà vậy được? Trời, tôi không có chấp nhận được. Ba năm giận lại đi. Tại sao không có điểm thắng ta? Đúng rồi. Đúng rồi, chỉ sao bằng hả? Chấp luôn. Ba năm điểm nhận thắng thôi. Ở đây tôi bắt không? Ở 36 mà, cái này 36. Thắng tổng mà. Tại sao? Chứ không? 36 nhìn sao coi ra 30 vậy? Đây 56 hả? Này 106 nè. Ôi, nè, 400 nè, 700 nè, cái này 700. Ừ, cái này số 7 nè. Thôi, về chỗ em ơi. Chuyện đâu còn có đó, chưa xong. Trời ơi, không có huy chương rồi. Quá mệt mỏi. Cô đi ơi, cho cô đi beatbox vô tích một cái được không? Ok. 5, 6, 7, 8. Không vô được.
Ok, nhanh hơn xíu nữa cô đi, đừng học cô đi. Ok. Em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Quất. Cho đẹp trai tóc tai đẹp. Vút keo các thứ. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Yeah, hết. Vô chi rồi. Cái gì vậy, miêu tả gia đình như vậy trời. Ước mơ về một gia đình là chỉ đẹp trai như Hàn Quốc thôi hả? Ước mơ gia đình đẹp trai luôn là không có con gái luôn. Rồi ai đẻ? Gia đình vô chi kìa, thấy không? Nguyên một nhà toàn con trai không kìa. Nhà đẹp trai không thiệt. Nói gì vậy trời. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một bức tranh rất là nhân văn. Đây là quả địa cầu. Đây là vũ trụ. Đây là gia đình tôi cùng lên thiên đàng. Cái này là giường địa đàng. Cái này là tay Chúa đón chúng tôi về với... Đó, tôi muốn gia đình tôi tính xa vậy đó. Sau này vậy đó. Đối với Ngân thì Ngân có một niềm tin là cái hiện tại mình đang ở chỉ là một cái cõi tạm trên cái thân xác này thôi. Mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ về với Chúa, về với thiên đàng. Cho nên là Ngân rất là mong ước gia đình, cả gia đình của mình. Thầy ơi, tôi thắc thầy. Gia đình mơ ước của mình sau này là bố mẹ mình vẫn khỏe, vợ đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc. Mình nghĩ là mình sẽ có một trai một gái. Con trai thì mình sẽ đặt tên là Thịnh. Con gái đặt tên là Sunny. À, mình thiếu được nuôi thú cưng được. Một con chó mình sẽ đặt tên là Otis. Một con mèo tên là Thái Ngân. Ngoài ra thì để hình dung rõ hơn về bức tranh nhà mình thì mình có vẽ ở đây, đấy, cả bức tranh trừu tượng ở đây. Đâu con mèo đâu? Đây là bố mình với mẹ mình. Đây là mình và vợ mình, đây hai con của mình. Đây là con chó Tít, còn đây là mèo Thái Ngân. Sợ phân biệt, không phân biệt được con nào hai con với nhau. Mình đã cố ghi tên ở dưới chưa tên mỗi con đấy. Con chào bố nhậm nhá. Con chào bố nhậm. Chào bố nhậm. Chào bố. Go go. Trời. Tự nhiên cái mình cảm thấy là mọi người vui quá, mình viết nghiêm túc, mình tưởng học văn thiệt. Mình viết nghiêm túc quá cho nên mọi người vui vẻ không quạo nha. Mình viết nghiêm túc lắm ha. Bắt đầu nha. Trong quá khứ của mình đã từng có một tuổi thơ chưa trọn vẹn, có những đau thương, những mất mát, có những tháng ngày mình từng muốn quên đi. Nhưng mà khi trưởng thành á, mình hiểu ra rằng tất cả những gì đã xảy ra đó, những kỷ niệm, những điều đáng quý của mình đã tôi luyện nên một cô gái khao khát yêu thương và ước mơ hoàn thiện một gia đình trong tương lai hơn. Ở gia đình ấy có thể không có thật nhiều vật chất, không có những thứ xa hoa, nhưng sẽ là một nơi bình yên cho chúng ta quay về để khóc, để cười hay để làm tất cả những gì mình thoải mái nhất. Ở đó có tình thương của những thành viên chia sẻ cùng nhau, đồng hành cùng nhau. Dù ngoài kia bao nhiêu là bão tố, đó là hạnh phúc thật sự. Mười điểm. Mười điểm vậy chợ. Con cảm ơn mấy cô thầy. Tất lực mình. Nản quá. Hôm nay mình được nhà thơ Xuân Diệu nhập. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in mặt gối, nửa in mặt giường. Cái gì? Nửa in mặt gối, nửa in mặt giường. Đêm nào cũng ngủ trên giường, nhớ gia đình thức giấc, lọt giường gãy xương. Ủa sao vậy? Giấc mơ gì mà bình diện quá vậy? Mình đang nói về sự hạnh phúc của một gia đình, một tăng gia cho đúng không, một gia đình. Đây, hạnh phúc của gia đình này là gãy xương hả ta? Nghe có nghĩa là gọi là mà dành quá nhiều tình cảm với gia đình tới mức họ làm cái gì mình cũng nhớ cả. Và đây là bức tranh trừu tượng của mình, một căn nhà, vài con chim cút chiên bơ đang bay. Chim cút chiên bơ nó cũng bay được hả? Nhưng mà liên quan gì tới gãy xương? Liên là quan gì tới gãy xương? Mình muốn thể hiện cho mọi người biết là mình dành tình cảm cho gia đình nhiều như thế nào. Anh và Xuân Tuy. Đúng. À đúng. Rồi trời. Ok. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Đâu. Đấm cho nhậm một cái. Đấm cho nhậm một cái. Còn đây là mẹ mình đang tưới cỏ. Tưới cỏ? Tại sao lại tưới cỏ? Tại vì lúc đó. Tại sao mẹ gọi tưới cỏ? Tại vì khi đó chưa nghĩ ra cây gì hết. Chứ cây cỏ là dễ vẽ nhất. Ok. Tưới cỏ là bố chi tịch cỏ không mình tưới nó mọc mà. Còn mình thì đang nắm tay hai đứa con của mình, một nam một nữ. Trời ơi, nhà nào cũng mong muốn hai đứa con vậy. Nếu như đẻ được á, mình đẻ 5 đứa. Bây giờ ơi, mình thích lắm á, mình thích đẻ nhiều vậy đó. Cái hai con đẻ rồi, đẻ nhau đi hai bạn. Biết sao mà mình đẻ nhiều đi, đỡ buồn. Ok. Bức tranh của mình rất là đơn giản thôi, là mình có một ước mơ là mình mua được cả một cái hòn đảo. Wow.
Wow. Nhìn không nói không biết hòn đảo luôn á. Tưởng cái núi không, thôi mà. Mọi người nhìn kỹ thì sẽ thấy. Đây nha, đây là một hòn đảo, đây là ngoài bãi biển nè. Xong rồi sau đó là mình có một căn biệt thự rất là to, cả gia đình mình sống ở đó và mình mời được anh em bạn bè tới chơi. Có ô tô, có biệt thự nè. Góc này là trồng nuôi gà, nuôi trâu, nuôi bò gì đó. Bạn bè đến thì kiểu như là có tiệc để ăn. Mấy con gà con bò có tên không? Có du thuyền luôn. Có du thuyền luôn để bạn bè đi chơi luôn. Rồi có cá, có các loại cá, rồi mực, rồi cua, tung tăng, bơi lội. Còn có bò Phú Yên đó. Bò mấy gà đặt tên không? Ờ, bò Phú Yên đây. Được nha. À, thiệt ra thì ước mơ của mình cũng giống như ước mơ của mấy bạn nãy á, là cũng có giống một như... gia đình, hai vợ chồng nè, hai đứa con, trai gái cũng được. Sau đó thì mình sẽ có một căn biệt thự rất là to ở đây. Sau mình sẽ có một khu vườn thì là to nè, trồng cây ăn trái, nuôi gà, nuôi chó, nuôi cá, các thứ. Mình rất là thích có một cái kiểu khu vườn sinh thái á. Thế là cậu với Phú Thịnh không cưới nhau à? Có chứ bạn nè. Một ông sống trên đảo, bà sống ngoài. Không, đây là nhà trong thành phố. Đây là nhà trong thành phố, phải có hai nhà, hai nơi chứ. Nhà giàu. Bình đạm mà. Ê, sao mà nãy giờ ăn cơm hoài ta? Chưa ăn. Nãy giờ chưa có một miếng cơm nè. Ba. Ủa quên. Quên luôn á. Ông ơi, mày kể thằng thêm nào, anh có gì đó luôn. Con lộn tên. Thằng thêm, tóc đi đó rồi thằng thêm nào. Con lộn tên. Tôi quê. Dạ nói đi trời. Tôi điên chứ, thằng thêm nào đây. Không có thằng nào hay ok. Ok. Quân. Để ba trước cho. Ba trước cho. Ba trước hả, ba trước ok. À không. Thật ra là cái bức tranh. Ba không hiểu đấy. Đây là mình. Thấy không, hiểu nhau quá mà này, nhìn này. Đâu. Trời ơi, trang luôn kìa. Trời ơi. Căn biệt thự nè. Nhà máy la. Cái này gọi là đen đen á mọi người. Đây copy bài của tôi. Không có copy đâu. Nói chung ước mơ của mọi người cũng hơi cao, mình cũng đơn giản thôi. Có căn biệt thự ngay đây. Đây là mình. Đây Fanny. Đây là Cody. Ủa gì vậy? Kỳ vậy? Còn trong câu chuyện. Vẫn còn nhập tâm. Chia sẻ thôi mà. Chia sẻ với thầy đi. Che rồi. Nếu không làm người ta hạnh phúc thì người khác làm hạnh phúc được thôi. Ôi trời ơi, đóng đến kìa. Đây, từ từ nha. Cô đi nè. Ờ, ok. Rồi. Biết ai đây không? Nhỏ này như thế nào? Má mẹ mày chuẩn bị đẻ không? Nhỏ bên kia phải không? Không chuẩn bị đẻ kìa. Chuẩn bị hả? Chuẩn bị đẻ luôn. Chuẩn bị đẻ rồi, không biết luôn á. Không biết luôn hả? Nhanh vậy. Đó, nói chung ước mơ mình khá đơn giản. Thế thôi, có hai đứa con. Đấy. Quá. Tự nhiên muốn hát cái bài hát dễ bầm dễ dập quá. Nhịp thôi. Nào mày đến đây tao đâm cái cho mày chết. Ok. Thực sự là hiện tại mẹ với bà của mình cũng lâu cũng có hối là muốn có cháu bồng rồi. Wow. Nếu mà được thì lấy vợ đi, có cháu bồng. Bạn giống mình rồi đó. Đẻ liền, đẻ liền. Nhưng mà bị cái là mình vẫn cảm thấy là mình chưa đủ khả năng để đảm bảo cho cuộc sống khi mà mình phải... May quá, bạn bảo là chưa đủ khả năng để đảm bảo thôi. Cho... Giật mình, chưa đủ khả năng chưa để đủ phải khả năng, giật mình. Từng thiếu phần nào mình bù cho. Không biết là chưa đủ khả năng để đảm bảo cho tương lai của mình. Rồi, nói đủ ý. Đấy. Thì đó, cho nên là kiểu mình đang cái mình làm một cái bài thơ này kiểu như mà ước mơ một cái gì đó gần gũi mà cái điều may mắn nó xảy đến với mình thôi. Thì cái bài thơ là như vậy. Ai ai cũng có ước mơ về một mái ấm gia đình. Gặp đúng người là mình thả thính. Nếu không dính thì đòi cái quần vô. Ghé tiệm mua tờ vé số. Biết đâu chúng được triệu đô. Ô tô nhà lầu sắm tất. Sắm xong rước nàng về ngay. Nó đẻ đứa là cho bà ngoại với lại mẹ ẩm liền. Hay. Nghe nó giống rap. Nghe nó giống rap hơn. Nhưng mà nó chẳng phần thế nào. Cái này đúng kiểu trẻ thơ tự do đấy. Bữa cô dạy đúng không? Bây giờ là thử thách cuối cùng. Nếu vượt qua được thử thách này thì tất cả lớp bạn nào cũng sẽ được một cái huy hiệu học sinh xuất sắc. Bạn, giúp mẹ mình mua đeo cho nhá. Mẹ em một thằng con rể. Mua cho mẹ một thằng con rể. Yeah. Mua được chưa? Ông tích kìa. Chưa, làm sao mua được? Phải từ từ chứ. Mua tích. Giá nhiêu nè? Ôi.
cuối ngày của bạn. Đây. Cuối cùng cũng có ngày. Mình đừng đeo nhau đi. Cái cậy là anh nhỉ? Thôi nhầm. Đeo cho tôi với bạn. Tôi đeo cho anh đeo cho nhầm. Tôi đeo cho. À, nó là 500. Rồi đó. Vậy ai? Đeo bên kia đi. Rồi, lần đầu tiên được đeo nha. Thì. Lần đầu tiên luôn hả? Đúng rồi, đầu tiên đeo luôn. Biết bao nhiêu, khóa nữa. Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành một buổi học hôm nay. Rất là nhiều tâm tư tình cảm. Rất là nhiều, có cả những nỗi buồn. Có cả những cái hy vọng và niềm vui. Nhưng mà tất cả chúng ta đã hiểu nhau hơn. Cũng đã nói lên được cái nỗi lòng của mình. Và mong là chúng ta sẽ cố gắng hơn trong tương lai để mang lại hạnh phúc cho gia đình nha. Trang tường. Thôi bạn nào ở lại cuối cùng dọn vệ sinh lớp nha. Yeah. Ủa, bye bạn nha. Bye bye mọi người, bên đây nè, đi cửa này, đi cửa này. Cửa này lên này. Bye bye mọi người nha. Ai lại cùng dọn vệ sinh lớp nha. Ai cũng cùng vệ sinh lớp nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye, ở lại nhà vệ sinh đi. Bây giờ là thử thách cuối cùng. Nếu vượt qua được thử thách này thì tất cả cả lớp bạn nào cũng sẽ được một cái huy hiệu học sinh xuất sắc. Ờ, Hùng đi. Hả? Hùng chú đi. Mình đổi lại đi. Sao thì con không biết nói gì. Từ trước tới nay con ít nói những cái lời gọi là ngọt ngào hay là cái gì đó tới mẹ. Nhưng mà hôm nay thì thông qua chương trình lớp học Hoàng Mỹ thì con muốn gửi lời tới cho mẹ là lúc nào con cũng nghĩ tới mẹ hết á. Công việc hay là những cái gì mà dự định của con tương lai, con lúc nào cũng nghĩ tới gia đình hết á, bố mẹ hết á. Để mà cái ước mơ của con đạt nhân, thành công thực nhân, để mà có thể lo cho bố mẹ. Và con biết là bố mẹ cũng lúc nào cũng thích con là sống khỏe mạnh, cũng không muốn con phải làm gì lớn lao cả. Nhưng mà đó là những cái điều mong ước của con. Mong là ba mẹ hiểu cho con. I love you. Con chào mẹ. Thì này không, con biết là chương trình thứ bao nhiêu gửi lời tới mẹ rồi. Thì cũng đã rất nhiều, cũng đã rất nhiều lần gửi những cái lời gọi là cảm tình dành cho mẹ rồi. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay thì con muốn nói là con thực sự luôn luôn cảm thấy tự hào khi mẹ cho con cuộc đời này. Con mặc dù thân hình con nhỏ bé, nhưng mà nhờ những trải nghiệm của con mà trong suốt khoảng thời gian qua mà con có được, thì chắc chắn là những cái sự mạnh mẽ bên trong con nó to hơn gấp nhiều lần ở cái ngoại hình nhỏ bé này. Thì con chỉ mong mẹ là đừng lo lắng gì cho con cả. Thật sự là hiện tại con thấy mẹ đang cố gắng để mà sống, để mà đi làm từng ngày để kiếm tiền lo cho bản thân của mình, là con thấy đó là một sự bất công với mẹ rồi. Và con cảm thấy là đó là một điều con vẫn chưa thể nào mà làm cho mẹ cảm thấy thực sự là. Con biết mẹ thấy sao, nhưng mà đối với con đó là hai chữ báo hiếu. Thì con vẫn luôn là như vậy, con sẽ cố gắng quyết tâm. Con không muốn dám hứa chắc chắn là khi nào, là một tiếng rõ ràng cụ thể, nhưng mà chắc chắn con sẽ sớm có thể lo lắng được cho mẹ. Và có thể là cho mẹ một người con dâu và một đứa cháu để mẹ bồng sớm, ở các cháu bà ngoại nữa. Thưa ba mẹ, thiệt ra đây là một lần đầu tiên mà con có thể ngồi đây để có thể nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ về cái việc mà bày tỏ tình cảm trong lòng con với ba mẹ. Và hiện tại trong lòng con thì chỉ muốn cảm ơn ba mẹ thì là nhiều vì đã sinh ra con và dạy dỗ con thành một người người tốt. Và thực lòng thì con chỉ mong là ba mẹ luôn mạnh khỏe, con sẽ cố gắng làm việc hết mình để có thể báo hiếu được cho ba mẹ thiệt là nhiều. Và mong là ba mẹ sẽ luôn yêu thương và che chở con những lúc mà con cần nhất nhé. Love you. Con xin chào cả gia đình mình. Con luôn luôn tự hào và biết ơn bởi vì mình có một gia đình thật là viên mãn, đầy đủ. So với nhiều bạn thì gia đình mình rất là tuyệt vời. Con xin cảm ơn ba mẹ về điều đó.
con luôn luôn nghĩ tới gia đình mình và đang cố gắng từng ngày để có thể làm cho ba mẹ bớt lo cho con hơn. Bởi vì mẹ luôn là một người rất là hay lo lắng và rất là hay sợ nhiều thứ. Mà con hứa với ba mẹ là con sẽ cố gắng từng ngày và trở thành một người tốt và sẽ không để cho ba mẹ lo lắng nữa. Mẹ đã vất vả nhiều rồi, bố đã vất vả nhiều rồi. Thì bây giờ hãy để cho con lo. Thì sắp tới đây con sẽ cố gắng dẫn Fanny về nhà chơi. Ba mẹ đợi nha. Xin chào ba mẹ. Xin lỗi thì con cũng nói rồi ha. Cảm ơn thì cũng rồi. Nước mắt thì cũng rồi. Con không biết là ba mẹ có xem được clip này không, nhưng mà đối với con ấy thì từ cái lúc mà năm nhất đại học tới giờ đấy, cứ lâu lâu là con hay bị, có hay là do con hơi nhạy cảm quá, nhưng mà cứ mỗi lần mà đi ngủ ấy, lâu lâu thôi nha, là con hay bị cái cảm giác là lỡ một ngày nào đó ba mẹ mình không còn nữa thì sao. Đó, cứ hay bị cảm giác đó. Mình tự mình cho mình vào cái thế đó, rồi mình tự mình suy nghĩ ra đủ thứ điều lung tung hết. Cho nên là với con thì hôm nay thì con chỉ mong rằng là ba mẹ sẽ có thể nhiều sức khỏe và ở với con để đón cháu của con và nhìn cháu của con lớn lên một gia đình hạnh phúc. Đó là những cái nỗi sợ của con khi mà tối cũng đi ngủ. Cho nên là không biết nói gì hơn là yêu ba mẹ. Con chào mẹ. Chắc con và mẹ cũng nói chuyện với nhau mỗi ngày rồi, nhưng mà đa số là nói chuyện về công việc. Thì con cũng hay tâm sự với mẹ rồi, nhưng mà con vẫn luôn muốn là mẹ phải tin một điều rằng là con đang rất là ổn. Và thật sự con ổn thật, chứ không có phải là con tỏ ra ổn để mẹ yên lòng. Mà thật sự con đang vui, con hạnh phúc với những gì con có hiện tại. Và chắc chắn ở trong tương lai con sẽ ổn hơn nữa. Cho nên cái điều con mong muốn ở mẹ đó là, bởi vì mẹ là thứ duy nhất còn lại của con rồi, cho nên là con chỉ muốn là mẹ giữ sức khỏe thôi. Còn tất cả mọi thứ, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì có con ở đây rồi, cho nên là mẹ không cần phải lo nữa. Con muốn là từ này về sau mẹ chỉ biết vui và hạnh phúc thôi. Và con sẽ là bờ vai vững chắc cho mẹ. Mẹ yên tâm nha. Xin chào bố vượng đẹp trai, mẹ hạnh sâu gái. Con nghĩ là đối với con thì điều mà tự hào nhất con từ xưa đến giờ không phải là những thứ con làm được, mà là được sinh ra và lớn lên trong gia đình mình. Đối với con thì cái điều mà trải nghiệm mà con cảm thấy hạnh phúc nhất là con được sinh ra trong một vỏ bọc gia đình hạnh phúc từ nhỏ. Nên là dù có những cái chuyện gì nó xảy ra thì con vẫn luôn nghĩ là bản thân mình sẽ cố gắng hết sức có thể để bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình của mình. Và con luôn mong muốn một điều là sau này con được chứng kiến nhiều hơn những khoảnh khắc mà yêu thương nhau của gia đình mình, và thậm chí không phải là cái gia đình mình không, mà còn là gia đình tương lai của con sau này nữa. Con được chứng kiến đầy đủ bố mẹ, em trai, rồi gia đình em trai, gia đình con, mọi người có thể có một cái cuộc sum họp gọi là sum vầy và hạnh phúc với nhau. Và nói chung là con và con chỉ mong bố mẹ luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc như bây giờ là điều con mong muốn nhất. Con yêu bố mẹ rất là nhiều. Thật sự thì cái thể hiện tình cảm này thì gọi là sao ta, cái lần gần nhất mà nói những cái lời này trước ống kính là cách đây cũng gần năm, nhưng mà tự nhiên bây giờ ngồi đây nhìn lại thì thấy mình chưa làm được. Xúc động quá à. Khi thôi để thích nói nha. Thì bình thường thì con cũng hay gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ rất là nhiều. Nhưng mà con nhớ mẹ rất là nhiều.
con cũng cảm thấy là bản thân chưa có thể đưa mẹ được đi nhiều nơi, đưa mình đi du lịch được, hay là dẫn mẹ đi ăn những món rất là ngon, con cũng chưa làm được nhiều. Con rất là nhớ mẹ, nhớ mấy đứa em nhỏ ở nhà, con cũng nhớ ba nữa. Con hy vọng rằng là gia đình ở nhà sẽ luôn luôn hạnh phúc. Hy vọng rằng là một ngày nào đó trong tương lai, tất cả gia đình mình sẽ có đầy đủ ba mẹ, có mấy đứa nhỏ, có em, có con, sẽ cùng nhau đi du lịch nha, giống như ngày xưa. Con chúc cho ba mẹ với lại mấy em nhỏ ở nhà lúc nào cũng khỏe mạnh hết. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Tại vì có nghĩa là gần một năm mình nhìn lại thì mình thấy mình chưa có làm được. Ví dụ như là từ trước tới giờ hứa với mẹ, giống như hồi nãy mình cũng nói chơi là mình sẽ mua nhà, mình lo một cách nó chu toàn hơn, mình cho mẹ đi chơi. Hoặc là với ba thì mình cũng kiểu mình vẫn thương ba, mình nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ mua cái gì đó lớn cho ba, nhưng mà hy vọng là những năm sau sẽ làm được. Giờ học tới rồi. Mở ra, sao bạn cứ mở vô vậy? Mấy tuần học rồi mà không nhớ luôn á. Ui cha cha. Wow. Wow. Ủa? Đúng lớp mình ta đúng rồi. Có vô lộn lớp không mình ta? Hay là cướp ta? What? Trời. Nhỏ kìa. Gì vậy? Vô đây. Gì vậy? Biết chỗ ngồi này của ai không? Ở à, đây mà... cô bé dễ thương nào đây? Ở lộn à... không xin bằng em đâu.